Mỗi khi thì trong clip của mình á, thì mình sẽ chia sẻ những cái mẫu chuyện hay là, là những cái cảm nghĩ về cuộc sống để cho chính mình và những người mà cảm thấy là đồng điệu trong tâm hồn và cùng một cái gu tần số với mình thì sẽ nghe được và có thể mở mang được một cái gì đó về, về nhân sinh quan của mình à, còn hôm nay thì mình sẽ là gì đó lòng tiếng hiến về cái clip ăn này của hết quyên mình rất là thích ngắm các con ăn các bạn thấy không nó liếm mà nó chấm tình cảm mà nó phải liếm nhất rất là nhiều lần trước khi mà nó cảm nhận là à cái đây an toàn để cho mình có thể liếm và ăn một cái miếng thật là to và mình rất là thích ngắm các con ăn và trộm ví rằng là các con của mình ăn rất là ngoan à, và các con cũng rất là thích ăn uống thì mình cũng không có khó khăn gì trong cái vấn đề khi tập cho các con bắt đầu chuyển từ ti mẹ sang ăn dặm tại vì là mình cho các con ăn dặm chủ động và ăn theo ba mẹ luôn tức là về ăn như thế nào thì mình sẽ vào ăn. Và mình cũng không có quá cưỡng ép con trong cái vấn đề ăn tức là mình sẽ coi cái vấn đề ăn uống như là một sự khám phá các gia vị các hương vị cũng như là các con ăn uống theo một cách thoải mái và vui vẻ thì từ đó thì các con sẽ không cảm thấy là cái giờ ăn là một cái giờ mà à, hoặc là cái việc ăn là một cái việc uh, quá khó khăn. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ hỏi mình rằng là cái bí quyết gì để cho con có thể tự lập ăn ngoan, thật ra là chẳng có bí quyết gì cả mà là các con của mình chứ cũng giống ba mẹ là rất là yêu ẩm thực và vì thế là các con ăn rất là ngoan khi mà nhìn thấy anh các anh em của mình cũng ăn uống như vậy